Thường thì em biết phải nói như thế nào, tại vì em không quyết định một cái điều gì quá gọi là quyết liệt với nó hết. Em chưa, chỉ là em cảm thấy thích và em cảm thấy đam mê với nó, em muốn gắn bó với nó thì em sẽ cố gắng. Còn để quyết định tiếp theo nó còn nhiều cái yếu tố khách quan khác nữa. Và em tin là khi mà chủ quan của mình tốt rồi á, thì những cái khách quan đó nó cũng sẽ tốt theo và nó sẽ cộng hưởng lại. Ở đây chia sẻ với em hai ý. Nếu em làm cái gì mà bằng sở trường của mình thì khoa học Mỹ nó người ta chứng minh thế này này. Chỉ mất một phần ba cuộc đời mình sẽ thành ngôi sao. Quét rác cũng hạnh phúc, gác cổng cũng hạnh phúc, MC quá hạnh phúc. Cho nên là hãy làm cái mình giỏi nhất, mất phần 1/3. Nếu em mà làm theo trào lưu mà nhảy vào lĩnh vực em sở đoản chứ không phải sở trường, thì nó chứng minh là mất cả cuộc đời thì người đó ác lắm được thành công 1/3. Cho nên nếu em thấy MC, lời khuyên mà, là đúng sức mạnh của mình, hãy dùng quả đấm đó. Cái ý thứ hai tôi muốn trao đổi, em không có quyền là em thấy là bằng lòng. Nếu là trách nhiệm xã hội thì một cái con người được gọi là trách nhiệm xã hội đầy đủ, làm lợi cho chính mình, giàu chứ gì. Nhà nước đang khuyến khích làm giàu mà, dân giàu nước mới mạnh. Điều thứ hai, phải mang lại giá trị cho người nghe. Em đang mang lại giá trị cho cộng đồng của em. Em không có quyền chỉ lo cho mình thì em sẽ nhận tất. Và cái thứ ba là mang lại cái lợi ích cho xã hội. Em chỉ nhìn lợi ích của em thôi thì tôi hơi bình luận một tí. Không phải, bây giờ đôi khi hành động của mình nó bắt phải vì đối diện và vì xã hội. Vâng. Vì có ai làm được đâu. Thầy nói đúng á. Bởi vì khi mà em đã mất một thời gian khá dài cho cái công việc của em rồi, em cũng đang phát triển và thuận lợi rất là tốt. Tại sao mình đang tốt như thế, mình không làm cho nó tốt hơn mà mình đi theo nó. Bây giờ mình quay lại, mình phải, thí dụ sau này em có thể thay đổi, em quay lại em làm cái nghề khác, là em bắt đầu từ số 0. Dạ. Người Việt người ta có cái khuyết điểm là chỗ này nè. Chúng ta đang cố gắng là gọi là khắc phục những cái khuyết điểm. Ủa tại sao cái ưu điểm mình không làm đi? Dạ. Mình lo khắc phục khuyết điểm chi cho nó khổ vậy? Đúng không? Mình đang có những ưu điểm, ví dụ em ưu điểm đang dẫn đình tốt nè. Tự nhiên cái em có cái yếu điểm anh đang làm nghề đó, tự nhiên em quay qua em khắc phục cái ưu điểm, khắc phục chừng nào mới xong. Vậy thì thầy Lê Âm Dương nói rất là tốt. Công việc em đang tốt, em nên tập trung vào nó và đẩy nó lên cho đến một lúc nào đó cái sự thành công nó rõ ràng hơn nữa thì em mới thành công. Còn giờ quay lại làm cái chưa có gì á, chung nó chua lắm mà cuối cùng không có nào ra cái nào hết chứ. Thật ra thì cho em bổ sung ý, thì bình thường á em sẽ, mặc dù em rất thích cái đích đến của thành công, nhưng mà em sẽ không kể cho mọi người nghe về cái đích đến đó cho đến khi nào em thành công. Cái đấy nó, em không hiểu, nó là cái tính của em rồi. Em thích làm một cái đấy lắm, nhưng okay, mà đấy là quyền của mình. Vâng, nhưng mà em sẽ không kể là mình sẽ làm cái đấy đâu. Nhưng mà khi mà em đã đạt được nó rồi thì mọi người, em sẽ có câu trả lời cho mọi người bằng cái kết quả đấy luôn. Nhưng mà có nghĩ rằng cái đó là cái khuyết điểm của em không? Bởi vì nếu em nói con đường em đi, biết đâu có nhiều người góp ý cho con đường nó đẹp hơn, dễ dàng hơn, có thể là không vấp ngã nhiều hơn. Vâng, tại vì trước kia thì em chưa bao giờ được tham gia vào một cái thế giới mà có quá nhiều các anh chị có nhiều kinh nghiệm như thế này. Tại vì cuộc sống em trước kia nó hơi nhạt đấy ạ. Thì bây giờ em dần dần thay đổi bản thân mình để hy vọng là có thể nhận được nhiều cái lời khuyên hơn, để cái bước đường đi của mình nó vững chãi và nó nhanh chóng hơn một tí. Rồi bây giờ tôi hiểu cái đích của ông rồi, và tôi hiểu đường đi của ông rồi. Và câu hỏi của MC là ông có định vô cái nghề này không? Câu hỏi bằng thừa, tôi hình dung ra rồi. Nhưng tạo thêm lượng, khi lượng nó đạt tự nhiên nó đổi về chất, nguyên lý biện chứng không bao giờ sai. Ngày đầu tiên mà tôi làm MC, tôi có gặp khó khăn gì không? Dạ nhiều lắm ạ. Có nghĩa là em ngồi trên cái ghế này, em không biết phải nói gì cả. Em nhìn lên cái bảng nhắc thôi, em chỉ nhìn nhắc tuồng như thế nào thôi. Thì sau đấy em nhận rất là nhiều bình luận tiêu cực, nhiều lắm. Trời, sao em không dám đọc luôn. Sau đấy em suy nghĩ là không, mình phải đọc. Tại vì rõ ràng là mình làm sai, mình phải xem mình sai chỗ nào. Thì sau đấy thì em đọc dần dần thì từ từ nó ít đi. Nó ít đi, sao em cảm thấy thì ra là người ta đã ghi nhận cái sự tiến bộ của em rồi. Nên đâm ra bây giờ ngồi lại em vẫn thấy mấy cái ngày đấy nó xứng đáng. Minh Tuân sinh năm 1989, có vẻ ngoài điển trai, thân hình vạm vỡ, đôi mắt hút hồn, giọng hát đầy cảm xúc. Nhưng anh không chọn cho mình con đường đứng trên sân khấu ca nhạc hay được băng catwalk đầy ma lực, mà đơn giản, Minh Tuân chọn nghề huấn luyện viên thể hình. Cuối năm 2018, Minh Tuân xuất hiện với vai trò mới, MC chương trình Con Màu, chương trình dành cho cộng đồng LGBT. Chân thành lắng nghe nhiều câu chuyện trong chương trình Con Màu. Còn hôm nay, câu chuyện của anh chàng điển trai Minh Tuân sẽ thế nào?
Tuân là sinh ra và lớn lên ở đâu? Dạ em thì quê của em ở Phú Thọ. Và em vào đây cũng lâu. Trước lúc mà em bước chân vào giới showbiz thì em làm gì? Dạ thì em làm công việc phụ giúp dạy bố mẹ em. Sau đấy thì em làm huấn luyện viên thể hình. Là những cái việc mà em thích thôi. Đơn giản là như vậy, những công việc rất là bình thường thôi. Là một hot boy thể hình thôi. Nhưng mà đùng một phát qua MC là thành công ngay. Và cái số lượng theo dõi chương trình của Minh Tuân cực kỳ cao thầy. Rating cực cao luôn. Đó là một chương trình rất là yêu thích. Tuân là quê ở Phú Thọ là ở huyện nào nhỉ? Dạ ở hỏi cái sực nên con quên. Ở Hạ Hòa, Lâm Thao. Dạ không ạ. Lý do là thế này, là Lê Thẩm Dương quê Phú Thọ. À. Đúng không? Và trai Phú Thọ thì làm khổ gái tứ phương. Tí nữa trong đó nó có một cái mã đó. Người Phú Thọ nói giỏi lắm. Trong đó có tôi. Lúc trước đó em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ tham gia một vào showbiz không? Dạ chưa. Em chưa bao giờ, tại vì trước kia cái mục đích sống của em á, em chọn cái cách sống hạnh phúc và bình yên. Có nghĩa là em chỉ cần một công việc có thể nuôi sống bản thân mình và em cảm thấy vui với công việc đó là được. Có nghĩa là những công việc bình thường của những con người bình thường thôi. Thì tự dưng em đến với Come Out một cái duyên rất là bất ngờ, em chưa giờ nghĩ là em có thể. Còn nói về cái việc mà dấn thân vô showbiz thì em cũng chưa thấy em vô showbiz lắm. Em chỉ đơn giản đi làm chương trình Come Out như là một cái công việc làm của em để em kiếm thêm thu nhập và em được làm một công việc mà em cảm thấy em thích nó thôi. Có phải là do là em đẹp trai, một cái thuận lợi để dễ bước vô showbiz không? Dạ nếu để nói đẹp trai thì chắc anh Linh biết là ở trong showbiz có rất nhiều người đẹp. Em cảm thấy là cái việc ngoại hình của em nó đủ để em tự tin để em làm việc thôi. Còn nếu nói nó là một cái thuận lợi lắm thì em thấy nó không thuận lợi lắm. Nhưng có thể nói em có nghĩ rằng em có thuận lợi là em thuộc cộng đồng LGBT. Với cá nhân em thấy cái đấy là một thuận lợi, tại vì nhiều người họ vẫn thường tò mò về một cái điều đó. Nên khi họ tò mò thì họ sẽ tìm hiểu. Và đấy cũng là một lý do, có nghĩa là em thường phải sống chung với những cái lời dị nghị của người khác. Nhưng mà họ dị nghị vì cái điều họ chưa hề hiểu nó. Thì mình lấy cái đấy như là một cái cơ hội để mình có thể giải thích cho họ hiểu là vì sao mình lại là như vậy. Lên mạng xã hội rồi đó thì chắc chắn có những cái comment. Dạ. Nó không hay lắm, thậm chí nó rất là tiêu cực luôn. Thì lúc đó em sẽ đối diện với nó như thế nào? Dạ, nó bình thường. Tại vì cái vấn đề là người ta không có ép mình lên đây ngồi. Mình là người chọn lên đây ngồi ở dưới cái ánh sáng này và dưới cái sự chú ý của người khác. Nên cái việc mà mình nhận những cái chỉ trích đó là điều mình phải nhận. Em nghĩ nó là công bằng. Tại vì những cái lời khen mình cũng được nhận nhiều hơn người ta. Thì cái lời chỉ trích mình cũng phải nhận nhiều hơn người ta, em thấy công bằng. Đúng không thầy? Đúng. Khi người ta khen mình quá mà người ta cũng phản ứng. Cái gì có hai mặt. Vâng ạ. Đây là một người dám nói, dám nghĩ và dám làm. Dám đối diện trong cuộc sống. Dạ, cho em xin phép được nói tí là em không hiểu lý do vì sao người ta thường nói em là em sẽ phải đối mặt với điều đó như thế nào. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, mình đi làm, mình kiếm ra tiền nhờ công việc đó thì mình sẽ phải chịu tất cả những cái mặt trái mà công việc đó đem lại cho mình. Tại vì cái lợi nhuận đấy mình nhận mà, nên những cái mặt trái của nó mình cũng phải nhận luôn chứ mình đâu có đưa người khác được. Em nghĩ đơn giản vậy thôi. Hay nhỉ. Nếu con nhỏ như em mà nhận thức được như vậy thì tôi thấy ít người lắm. Người ta gọi là lý thuyết đánh đổi. Người ta gọi là lý thuyết ưu tiên. Cho nên là anh không thể trọn vẹn được. Vâng. Tôi với anh giống hệt nhau nhưng mà riêng anh nói cái đó là đem lại cho tôi ngay phút đầu tiên ấn tượng cực tốt với anh. Trung thực, tự tin và lý giải được một phần mã rồi đấy. Đến nay thì Minh Tuân làm cũng rất nhiều chương trình rồi. Làm MC, thậm chí giờ nhiều dư luận hơn Quyền Linh luôn á. Dạ không có. Cái này là quý vị khán giả ở đừng tin. Đừng tin nha quý vị ơi. Vậy thì em thấy tự tin khi chưa? Khi mà mình là một người gọi là cầm trịch trong một cái chương trình. Dạ nếu mà tự tin hoàn toàn thì chưa. Tại vì em là một người tay ngang, nên em làm tất cả mọi thứ dựa vào tất cả những cái điều gọi là bản năng của em và cái kinh nghiệm mà em được giáo dục từ gia đình hay là từ bạn bè xã hội. Em không biết là mình có thể làm tốt hay không bằng ngoài cái việc là em sẽ xem cái nhận xét của khán giả. Đôi khi có những cái nhận xét nó rất là nặng nề, nhưng mà em có thể chất lọc được những cái ý ở trong đấy người ta nói đúng thì mình có thể chỉnh sửa dần dần. Thì em tự tin vì mình tiến bộ hơn, chứ em không tự tin là mình có thể làm tốt rồi. Trước lúc em bước vào showbiz thì gia đình của em, người thân của em có biết quá nhiều về em không? Dạ thật ra thì tất cả người thân hay là bạn bè của em họ đều không biết được nhiều bí mật của em. Tại vì em là một người khá nội tâm á, là những câu chuyện riêng của em sẽ giữ cho bản thân mình. Có nghĩa là về bố mẹ em thì em sẽ đối xử với họ tốt như kiểu là một người con thôi.
Còn những cái câu chuyện về bản thân em thì em vẫn có những cái khoảng rất riêng cho mình. Bạn thân của em cũng vậy, hoặc là người yêu của em cũng vậy. Tức anh có xem một đoạn trong cộng đồng mạng đó, là em với bạn trai hả? Hai người hôn nhau. Dạ vâng. Vậy thì đâu còn gì là bí mật nữa, cái đó là em bật mí những cái riêng tư của mình cho cộng đồng mạng biết luôn mà. Dạ thật ra thì đó là một cái game show, và cái nụ hôn đó là một cái thử thách. Và em quan niệm là khi mình đã đồng ý tham gia vào cái game show đó rồi thì mình sẽ phải vượt qua tất cả các thử thách trong chương trình đó. Cho dù nó khó cỡ nào thì mình đã gật đầu, mình đồng ý rồi, mình cứ phải làm thôi. Hay à. Em chỉ làm thế thôi ạ, chứ em không suy nghĩ gì nhiều. Sau đấy thì mẹ em cũng nói với em như anh Quyền Linh đó, thì em cũng giải thích như vậy. Đó là công việc của con phải làm. Tức là khi em nhận cái điều gì đó, em quyết tâm sẽ làm được bằng mọi giá để làm tốt nhất. Vâng, tại vì em không ai ép buộc em cả, người ta chỉ đề nghị thôi. Cái việc nhận hay không là ở em. Em không nghĩ cái điều đó ảnh hưởng đến em và gia đình của em? Dạ, những cái điều ảnh hưởng đến em á, nó có rất nhiều điều chứ không chỉ là điều đấy không. Nhưng mà em nghĩ là khi nó ảnh hưởng đến mình thì mình sẽ có một cơ hội để tìm cách vượt qua cái ảnh hưởng đó, và mình sẽ tiến bộ lên. Em sẵn sàng đối diện với gia đình của mình? Em nghĩ là bố mẹ em tin em, tại vì bố mẹ em đã sống với em một thời gian rất là dài. Họ biết em là con người như thế nào nên em không có vấn đề gì. Thầy Dương có sự lý giải về cái sự thành công và một cái sự bản lĩnh của một chàng trai thế này không? Nó là chương trình giải mã kỳ tài. Thì đầu tiên là kỳ tài đó. Thì bây giờ phải giải mã chứ. Tôi ngưỡng mộ em ở chỗ là tôi được đào tạo và huấn luyện kỹ lắm. Tuấn phải tự tin là để cho người khác học Tuấn. Học cái gì? Đầu tiên con người ta thành công hay không là phải có thái độ vượt ngưỡng. Cả thế giới này người ta chỉ dạy cái môn tinh thần khởi nghiệp. Đừng học khởi nghiệp. Anh rất giỏi về kinh doanh, anh không dám kinh doanh, vứt. Thì Tuấn có cái đó, vượt được cái ngưỡng của chính mình. Em hãy phát huy cái đó và tự hào về chính mình, là vượt được cái ngưỡng, không gì là không thể. Cái điều thứ hai nữa, đấy là về mặt ý chí, cái khát vọng. Cái người ta rất coi thường nó, nhưng khát vọng phải lớn lên. Lúc đầu khát vọng là sống bình an thôi, nhưng nó lóe lên cái tự tin. Thế là bắt đầu đẩy được khát vọng thì mình có đích mình làm. Và cái thứ ba nữa là về mặt chiến thuật, là làm sao hạ được đám đông. Thì ngay đầu tiên tôi bảo tôi cảm giác tự tin không? Vì sao vậy ạ? Bởi vì đầu tiên là anh tự tin đã, thì anh sẽ truyền tự tin cho người ta. Sau khi tin rồi thì cái thứ hai tuần đạt được giải mã mà, là làm cho người ta thích. Tin là luộc được cái não người ta, còn thích là luộc được con tim người ta. Thì muốn cho người ta thích thì tận dụng được body của mình. Anh không thể phủ nhận cái chuyện đấy được. Cái tiếp theo nữa là trong quá trình diễn giải, anh luôn luôn đồng thuận với người ta, anh thừa nhận người ta, anh công nhận người ta, không cho là mình đứng trên người ta, thì luộc được con tim người ta. Người ta tin, người ta thích, rồi bắt đầu mới đến luận điểm của mình đưa ra, là thông điệp mình đưa ra. Khi mình đưa ra rồi thì mình lái đám đông dễ lắm. Người ta gọi đó là năng lực gây ảnh hưởng với đám đông. Thì ở một chương mừng nào đó, mặc dù em không được đào tạo, nhưng hình như bằng tổng kết, hình như bằng lợi thế của mình, bằng tự tin và học hỏi, thì tôi giải mã được ba cái hành vi chiến thuật khi làm MC ấy. Và tôi ngồi với rất nhiều MC nhảy vào họng người ta, không cần biết Lê Thẩm Dương là ai cả, tự cho là mình hơn. Đừng có đùa. Tôi giả sử anh giỏi, anh chỉ giỏi một cái thôi, người ta giỏi cái khác. Cho nên ở đây nó có cái bí quyết của cái nghề: tin, thích và bắt đầu thuyết phục là ăn. Thì bây giờ đối chiếu với anh này, nhưng mà không phải chương trình của anh này, nhưng tôi cũng tìm cách tôi lý giải được. Người ta tin bởi vì anh ấy có cái tâm nặng. Còn MC của mình là đa số tận dụng cái mép, múa mép mà chỉ từ cổ trở ra, người ta phải từ tim trở ra. Thì đấy là giải mã kỳ tài. Nhưng mà khi người ta đạt đến đây thì đối phương người ta bắt bài. Thì tôi mong kỳ tài cho nó thành đúng kỳ tài, thì em lại phải nâng cái mức thành công lên bằng cái việc luyện ở khổ luyện hơn nữa, thành công nữa, thành công nữa. Thì là cả một quá trình. Nhưng mà rất nhiều người hỏi tôi là Tuấn thành công, nhưng mà Tuấn vẫn không bao giờ tự thừa nhận là em ở trong giới showbiz và em thành công. Ở một chừng mực nào đó, ý đồ nào tôi không biết, nhưng tôi cho đó là mệnh đề đúng. Tại sao phải thừa nhận? Vì tôi cảm nhận hình như tôi phải làm tốt hơn nữa. Nếu mình nghĩ làm tốt rồi thì mình sẽ không làm tốt nữa, đúng không?
Đấy, cho nên là chả nhẽ tôi lại không có gì để chê không? Nhưng tìm mãi không thấy gì để chê. Em là một người tay ngang, em bước vào trong giới showbiz nó đa dạng phong phú lắm. Mình có thể thành công với những thuận lợi của mình đang bây giờ, nhưng nếu mình không khổ luyện á, sắp tới con đường nó còn rất dài bởi em còn quá trẻ. Nếu em hướng đến con đường này thì em cần phải khổ luyện mà. Em có tập, có học hay là có gì hay không? Dạ, thật ra thì em có người nói với em là nghề nó sẽ dạy nghề. Đấy là lý do vì sao mỗi cái ngày đi quay em vẫn thường tận dụng cái thời gian đó để mình học hỏi thêm các anh chị. Với là em hay thường hỏi lắm, em hỏi là mình có thể làm một điều gì đó để nó tốt hơn không, hay là em phải làm điều gì đó. Thật sự em vẫn chưa tin vào bản thân mình có thể làm tốt tất cả mọi sự, nhưng em có thể lắng nghe và em có thể học hỏi rất là nhiều. Nhưng tại sao mình không lấn sân sang lĩnh vực khác? Vì rất thiếu nghiêm trọng. Ví dụ tôi tổ chức một cái hội thảo khoa học, tôi mời những người giỏi nhất về Anh văn, rồi dịch cũng không được. Anh em bảo thôi ông đừng dịch nữa, để anh em tự nghe. Ngoại ngữ là không khoe giỏi được. Vâng. MC là không khoe giỏi được. Học suốt đời đấy. Với cái khả năng tuổi trẻ của mình, khát khao của mình, tôi tin là làm được hết. Được. Tôi còn trẻ mà. Em đang gặp khó khăn gì trong nghề MC không? Dạ thật ra thì nếu nói khó khăn thì không á. Tại vì cái nghề này nó đem lại cho em quá nhiều thứ. Có nghĩa là em cảm thấy mình không thể mưu cầu gì thêm ở nó nữa. Tại vì nó cho em gặp những con người mới, được lắng nghe những câu chuyện, rồi mình được tiến bộ hơn, rồi mình được cái lòng tin của người khác và họ lắng nghe mình. Em cảm thấy là nó làm cho cuộc sống em quá màu sắc rồi. Có nghĩa là trong đầu của em bây giờ em không mưu cầu gì ở nó nữa hết. Em chỉ muốn là em có cơ hội để được tiếp tục, và em sẽ cố gắng để mà trau dồi thêm kiến thức của mình thôi. Còn và khó khăn em thì quyết định em đi con đường này. Em không quyết định nó. Chưa quyết định luôn. Em thường thì em biết phải nói như nào, tại vì em không quyết định một cái điều gì quá gọi là quyết liệt với nó hết. Em chưa, chỉ là em cảm thấy thích và em cảm thấy đam mê với nó, em muốn gắn bó với nó thì em sẽ cố gắng. Còn để quyết định tiếp theo nó còn nhiều cái yếu tố khách quan khác nữa. Và em tin là khi mà chủ quan của mình tốt rồi á, thì những cái khách quan đó nó cũng sẽ tốt theo và nó sẽ cộng hưởng lại. Ở đây chia sẻ với em hai ý. Nếu em làm cái gì mà bằng sở trường của mình thì khoa học Mỹ nó người ta chứng minh thế này này. Chỉ mất một phần ba cuộc đời mình sẽ thành ngôi sao. Quét rác cũng hạnh phúc, gác cổng cũng hạnh phúc, MC quá hạnh phúc. Cho nên là hãy làm cái mình giỏi nhất, mất phần 1/3. Nếu em mà làm theo trào lưu mà nhảy vào lĩnh vực em sở đoản chứ không phải sở trường, thì nó chứng minh là mất cả cuộc đời thì người đó ác lắm được thành công 1/3. Cho nên nếu em thấy MC, lời khuyên mà, là đúng sức mạnh của mình, hãy dùng quả đấm đó. Cái ý thứ hai tôi muốn trao đổi, em không có quyền là em thấy là bằng lòng. Nếu là trách nhiệm xã hội thì một cái con người được gọi là trách nhiệm xã hội đầy đủ, làm lợi cho chính mình, giàu chứ gì. Nhà nước đang khuyến khích làm giàu mà, dân giàu nước mới mạnh. Điều thứ hai phải mang lại giá trị cho người nghe. Em đang mang lại giá trị cho cộng đồng của em. Em không có quyền chỉ lo cho mình thì em sẽ nhận tất. Và cái thứ ba là mang lại cái lợi ích cho xã hội. Em chỉ nhìn lợi ích của em thôi thì tôi hơi bình luận một tí. Không phải, bây giờ đôi khi hành động của mình nó bắt phải vì đối diện và vì xã hội. Vì có ai làm được đâu. Thầy nói đúng á. Bởi vì khi mà em đã mất một thời gian khá dài cho cái công việc của em rồi, em cũng đang phát triển và thuận lợi rất là tốt. Tại sao mình đang tốt như thế, mình không làm cho nó tốt hơn mà mình đi theo nó. Bây giờ mình quay lại, mình phải, thí dụ sau này em có thể thay đổi, em quay lại làm cái nghề khác, là em bắt đầu từ số 0. Dạ. Người Việt người ta có cái khuyết điểm là chỗ này nè. Chúng ta đang cố gắng là gọi là khắc phục những cái khuyết điểm. Ủa tại sao cái ưu điểm mình không làm đi? Dạ. Mình lo khắc phục khuyết điểm chi cho nó khổ vậy? Đúng không? Mình đang có những ưu điểm, ví dụ em ưu điểm đang dẫn đình tốt nè. Tự nhiên các em có cái yếu điểm em đang làm nghề đó, tự nhiên em quay qua em khắc phục cái ưu điểm, khắc phục chừng nào mới xong. Vậy thì thầy Lê Âm Dương nói rất là tốt. Công việc đang tốt, em nên tập trung vào nó và đẩy nó lên cho đến một lúc nào đó cái sự thành công nó rõ ràng hơn nữa thì em mới thành công. Còn giờ quay lại làm cái chưa có gì á, chua nó chua lắm mà cuối cùng không có nào ra cái nào hết chứ. Dạ, thật ra thì cho em bổ sung ý. Thì bình thường á, em sẽ, mặc dù em rất thích cái đích đến của thành công, nhưng mà em sẽ không kể cho mọi người nghe về cái đích đến đó cho đến khi nào em thành công. Cái đấy nó, em không hiểu, nó là cái tính của em rồi. Em thích làm một cái đấy lắm. Nhưng okay, mà đấy là quyền của mình. Vâng, nhưng mà em sẽ không kể là mình sẽ làm cái đấy đâu. Nhưng mà khi mà em đã đạt được nó rồi thì mọi người, em sẽ có câu trả lời cho mọi người bằng cái kết quả đấy luôn. Nhưng mà có nghĩ rằng cái đó là cái khuyết điểm của em không? Bởi vì nếu em nói con đường em đi,
biết đâu có nhiều người góp ý cho con đường nó đẹp hơn, dễ dàng hơn, có thể là không vấp ngã nhiều hơn. Vâng, tại vì trước kia thì em chưa bao giờ được tham gia vào một cái thế giới mà có quá nhiều các anh chị có nhiều kinh nghiệm như thế này. Tại vì cuộc sống em trước kia nó hơi nhạt đấy ạ. Thì bây giờ em mới dần dần thay đổi bản thân mình để hy vọng là có thể nhận được nhiều cái lời khuyên hơn, để cái bước đường đi của mình nó vững chãi và nó nhanh chóng hơn một tí. Rồi bây giờ tôi hiểu cái đích của ông rồi, và tôi hiểu đường đi của ông rồi. Và câu hỏi của MC là ông có định vô cái nghề này không? Câu hỏi bằng thừa, tôi hình dung ra rồi. Nhưng tạo thêm lượng, khi lượng nó đạt, tự nhiên nó đổi về chất. Nguyên lý biện chứng không bao giờ sai. Ngày đầu tiên mà Tuân làm MC, Tuân có gặp khó khăn gì không? Dạ nhiều lắm ạ. Có nghĩa là em ngồi trên cái ghế này, em không biết phải nói gì cả. Em nhìn lên cái bảng nhắc thôi, em chỉ nhìn nhắc tuồng như thế nào thôi. Thì sau đấy em nhận rất là nhiều bình luận tiêu cực, nhiều lắm. Trời ơi, sao em không dám đọc luôn. Sau đấy em suy nghĩ là không, mình phải đọc. Tại vì rõ ràng là mình làm sai, mình phải xem mình sai chỗ nào. Thì sau đấy thì em đọc dần dần thì từ từ nó ít đi. Sao em cảm thấy thì ra là người ta đã ghi nhận cái sự tiến bộ của em rồi. Nên đâm ra bây giờ ngồi lại em vẫn thấy mấy cái ngày đấy nó xứng đáng. Để đánh giá thế mạnh của mình thì em sẽ đánh giá thế nào? Dạ, em là một người sẽ nói thật lòng của mình với cái người đối diện. Tại vì em có quyền chọn nói hoặc không. Nên nếu em không thể nói thật được thì em sẽ không nói. Nhưng nếu em nói ra rồi, em muốn họ biết là em rất tôn trọng họ và họ xứng đáng được nghe cái sự thật. Ok, chân thành là sức mạnh vô địch, càng lươn lẹo càng thua. Ở Tuân á, không có sống bằng cảm xúc nhiều, mà có thể lý trí của Tuân mạnh hơn á. Nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Vâng, tại vì em vẫn được bố mẹ ở nhà chỉ là trước khi con nói một điều gì đấy ra, con phải suy nghĩ cái điều đó. Tại vì nhiều khi mình chỉ nói trong 5 giây thôi, nhưng mà người ta sẽ nhớ cái câu đấy rất là lâu. Và nếu con dùng cái lời nói con để tấn công người khác á, thì người ta sẽ giữ cái mối thù đấy. Nên con phải suy nghĩ trước khi con nói một cái điều gì đấy ra. Nên đâm ra là đôi khi em thấy nó là một cái nhược điểm của em luôn. Tại vì em suy nghĩ về cái lời nói của em nhiều quá, đâm ra người ta nghĩ là em suy tính quá nhiều. Có thể như vậy. Thì bắt đầu cái gì hại mặt mà không lo chuyện đó. Nếu xong mà, dần dần mình mới cân được. Nếu mà như vậy thì cũng, anh nói thật nha, anh đã làm nghệ thuật cũng vài chục năm rồi đó. Nếu mà chúng ta sống vì quá lý trí á, thì đôi lúc nó cũng không được thành công trong nghệ thuật đâu. Dạ. Bởi vì nghệ thuật phải bay. Nó phải bay, nó phải bằng cảm xúc. Có đôi cảm xúc nó quyết định cả lý trí luôn. Và có đôi khi mình biết cái cảm xúc đó là sai. Vâng. Mà chúng ta vẫn cứ làm. Đôi khi á, có những lúc mình lên sân khấu hay là mình diễn một chương trình nào đó, anh là diễn viên mà xưa anh diễn mà anh biết rằng nó là sai, nhưng mà cảm xúc quá mình cứ diễn và mình sống theo cảm xúc bằng bản năng của một cái vai diễn đó, và cuối cùng thực sự nó sai. Bởi vì thế cuộc đời anh cũng rất nhiều cái sai chứ mà không có đâu, nhưng vấn đề chỗ là mình biết cái sai để mình sửa. Và anh nghĩ rằng nếu như mà em sống quá lý trí á, thì thực sự không thành công trong showbiz. Em thường dùng lý trí của mình để giữ mình ở trong cái vùng an toàn. Nghệ thuật không có an toàn. Nếu an toàn, em không có sự bay bổng, em không có sự thăng hoa. Nghệ thuật là thăng hoa mà, đôi khi nó không có giới hạn. Giống như nãy em nói, cái này anh thấy mâu thuẫn nè. Hồi nãy em nói là khi em làm cái gì đó, em làm hết lòng. Ví dụ trong một cái câu chuyện nào mà anh thấy em hôn một người bạn trai, hai người con trai hôn nhau, thì cái này thật sự là em không phải là lý trí nữa. Anh nghĩ rằng cái này thật sự nha, nếu anh, cái đó là cái sự thăng hoa trong nghệ thuật. Và khi nó dẫn tới cái câu chuyện đó, em thăng hoa mới làm được đó được. Chung là em tính toán là em phải làm như thế. Em vẫn nghĩ là con người mình thường có nhiều cái mâu thuẫn lắm ạ. Nên đôi khi có những cái giây phút đó mình nghĩ là mình phải làm cái điều đấy thì mình sẽ làm thôi. Còn nếu mà để cho em phải suy nghĩ về nó thì em vẫn sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đến lúc nào đấy cảm xúc mình cần được thăng hoa thì em vẫn sẽ để cho nó. Vậy thì lý trí lúc đó em kém quá. Lý trí kém quá. Dạ. Nói chung là nếu mà em nói em mà bằng lý trí thì cũng chưa chắc, thấy chưa? Đâu có chưa chắc được em quyết định lý trí của mình, mà có đôi khi lý trí của em do người khác quyết định. Vâng. Đấy. Con đường sắp tới của mình Tuân như thế nào? Dạ thì dạ, em vẫn sẽ trung thành với hai cái show mà em đang làm, cũng là về cộng đồng LGBT luôn. Em mới được nhận được một cái tin vui là em được nhận một cái show là Bí Mật Hạnh Phúc, là nó sẽ thiên về công việc của những bạn trong cộng đồng LGBT. Và em lại cảm thấy hạnh phúc thêm một lần nữa là tại vì đã đến lúc ở trong giới bọn em đó được mọi người nhìn nhận qua cái mặt là đóng góp cho xã hội bằng công việc, chứ không phải là những câu chuyện buồn hoặc là những giọt nước mắt nữa. Cái thời đấy em nghĩ nó đã qua rồi. Qua rồi. Bây giờ mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau cống hiến, và bọn em sẽ thể hiện rằng chúng em xứng đáng nhận được cái sự bình đẳng. Và đấy là em rất là hào hứng để được đi vào cái show đó.
Như vậy là cũng là một cái thành công rồi đó. Bây giờ tiếp tục những chương trình đó nữa. Và em nói đúng, anh cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội cái điều gì, anh sống như thế nào, người ta thấy rõ ràng như thế, chứ không phải là anh còn xưa còn phân biệt thì không có đâu. Anh nghĩ không có. Đã Tuân và các bạn trong cộng đồng LGBT cũng thoải mái đi, cho làm việc, cho sống hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội là được rồi. Và cống hiến là điều quan trọng nhất ha. Thầy Dương, đây là một trong những cái hiện tượng của MC luôn đó, thầy Dương. Từ một cái chàng tập gym mà bước qua dẫn MC xong về dẫn mấy chương trình luôn, thầy thấy không? Và ăn nói cũng rất là lưu loát, chỉ có hơi lý trí chút, nhưng mà đôi khi cũng lý trí người khác quyết định thôi. Đó là cũng là một trong những sự thành công. Đây thầy nói nãy đúng á, tức là nó toát lên từ con người, làm cho mình tin. Thứ hai là thích, và thứ ba là yêu. Chứ đừng có vội vã vào tới nơi là bằng mọi giá để người ta yêu mình, đừng làm như thế. Và những cái điều mà thầy Dương nói thì Linh cảm giác rằng là Linh cũng tiếp tục theo cái đường lối đó. Đúng rồi, tạo niềm tin. Thứ hai là thích, và thứ ba là yêu. Cho nên là cũng tâm sự ý cuối cùng với em á, là nghề gì thì nghề, nó vẫn có một cái yếu tố nó gọi là sở trường, là một cái thứ mà không có trường nào dạy được. Ví dụ não tôi phản xạ rất nhanh, thì tôi chấp á, anh có học rồi, nhưng tôi ăn anh ở tốc độ, ví dụ thế. Thế thì em rất là tuyệt vời ở chỗ là em phát hiện ra sở trường của em. Cho nên để giải mã nó, vấn đề là trong quá trình ô tô nó chạy, mình chưa biết là chỗ nào mình ngồi, chẳng may nó ngồi đúng ở cái chỗ đó, thì nó có đà để tiếp tục lên. Và điều thứ hai nữa, tôi nghĩ trân trọng em ở chỗ là em là người có đạo đức. Đạo đức được hiểu là làm được cái gì. Mark nói chứ không phải tôi nói. Vậy thì em hãy tin rằng những cái sơ sẩy hàng ngày làm cho anh Linh mất lòng, làm cho chị kia buồn, nó chỉ là chiến thuật, là cái nhỏ thôi. Cái em đang mang lại là cống hiến được cho xã hội, trong đó có mình, đấy là quyền đương nhiên. Kết luận, em là người có đạo đức. Đạo đức là làm được cái gì, chứ đạo đức không nằm ở nói. Đạo đức không phải dạy tôi, nói phét, nói lắc, em không phải dạng đó. Cho nên tôi chia với em hai cái thành công đó. Kỳ tài mà, giải mã mà. Theo nãy cái câu thầy Lê Dương hay cái chỗ này nè, tức là nếu mà chúng ta có tốc độ thôi thì thắng được. Tài có thể ngang nhau, trí có thể ngang nhau, nhưng có tốc độ chúng ta sẽ thắng nhiều người nữa. Và em cần cái tốc độ. Anh nghĩ rằng em cần có thể về nói về nghệ thuật á, là gọi tiết tấu á. Vâng. Nó sẽ tăng lên. Vâng. Nó sẽ thay đổi cái tiết tấu trong từng câu chuyện. Vâng. Cách em dẫn. Em đã có nhiều cái thuận lợi rồi. Và theo anh nghĩ rằng em nên cần học kỹ hơn nữa về bài bản ABCD, để chúng ta có một cách nhìn khác hơn về cái nghề của mình đang làm. Mình đừng đi lên giống như anh hồi xưa nói làm nghề MC không có học. Thật sự là anh học nhiều lắm, và anh đã học từ cơ bản ABCD luôn. Nhưng vấn đề là tại anh không ra mặt anh học thôi. Thành ra chỗ này nè, theo anh là em đang rất tốt, nên em cần phải học bài bản cái đã. Bởi vì có bài bản ở đây chúng ta nói người ta sẽ tin. Ngoài cái chuyện nó ôi thằng đó nó lên nó đi học gọi là trái nghề, nó làm tự dưng lên nó hên thôi. Nhưng khi em có bài bản, người ta sẽ không bao giờ nói câu đó. Giống như anh học gần 14 năm trường sân khấu nghệ thuật, từ diễn viên, từ đạo diễn, từ quay phim vân vân. Thật sự nói anh có bằng cấp hết, đâu có ai biết được. Và khi anh nói điều đó thì mọi người ô mày có học mà. Nên con đường tương lai của em nên học một ít căn bản về những cái gì mình đang tiến tới, và cần thêm một chút tốc độ như là thầy Lê Thẩm Dương, quyết đoán nhiều hơn nữa. Hả? Thế là tôi cũng hứa mồm tôi khuyên ông cái gì. Nhưng nó rất ngắn lắm. Tại sao tôi lại cắt lời Linh mà tại sao tôi lại chen vào? Là vì tôi khuyên giống hệt Linh, giảng viên là nghề. Chứ không phải anh giỏi anh đây nên làm giảng viên được. Anh hiểu nhưng anh phải có nghề cho người ta hiểu. Người ta ngây ngô lắm. Và chú ý MC là nghề. Một nghề cần phải học. Nói khác đi, nói một cách khác đi là em chưa có nghề. Vâng. Bây giờ người ta đem người ta tập hợp hết những cái em có lại, sở trường và cái đã làm, người ta xếp thành cái lộ trình, thành lớp, thành lan, và thế là em có nghề. Vâng. Có hiểu không? Cho nên hãy biến nó thành nghề. Vâng. Đúng không? Vâng. Mà mình đang có điểm xuất phát hai cái quả, hai cái tầng phóng thế này thì tên lửa tuân làm gì mà không bay cao. Em hy vọng như thế, tại vì em xin cảm ơn thầy, cảm ơn anh Linh đã dành thời gian để mà cho em quá nhiều những cái đóng góp, quá nhiều những cái góp ý mà em chưa giờ nghĩ là em có thể nhận được. Tại vì em vẫn thường theo dõi thầy và anh Linh ở trên mạng thôi, trên mạng xã hội thôi.
Và hôm nay thì được ngồi ở đây và được trực tiếp nhận những cái lời đóng góp đó, em thấy nó thật sự quý báu cho em. Rồi, ok. Cảm ơn tiến sĩ thầy Lê Tẩm Dương đã có những cuộc trò chuyện rất là thú vị, những cái điều mà rất nhiều người đáng để học. Cảm ơn Minh Tuân, em thật sự là một người đẹp trai, một người rất là có niềm tin và có uy tín. Nếu chúng ta phát triển thêm nữa thì thật sự em là một người tài. Chúc mọi điều may mắn đến em. Cảm ơn em tham gia chương trình.